Kinh Đất và Điểm tại giải F Phong Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng đây là mặt tiền đường chính lộ của nhà, kết nối từ đường ven biển qua quốc lộ 15 thuộc xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với quý vị. Thì hôm nay em có một sản phẩm, một lô đất là mặt tiền cái chợ này nha, chợ Lộc An này quý anh chị ha, vừa kinh doanh buôn bán mà cách biển chỉ có 1 km thôi nha quý anh chị, gần chợ trường học ủy ban nha. Đó, đường này là đường chính của xã Lộc An, thì hiện tại là đang kết nối từ cái chợ Lộc An này. Đó, ta kết nối từ chợ Lộc An đi về quốc lộ 15 quý anh chị ha. Đó, thì chợ thì có chợ giữa hai bên hông là có hai con đường song song ha, thì đi vào là bên tay phải, con đường bên tay phải nha quý anh chị. Đó, hiện tại em quay đây là 12 giờ trưa mà anh chị thấy không? Đó, là bên này là vẫn còn kinh doanh được nha quý anh chị. Đó, trưa là vẫn có kinh doanh ha, từ sáng đến trưa quý anh chị ha, tới chiều luôn nha quý anh chị. Đó, vẫn còn cá mắm các thứ nè. Đó, thì vừa tới cái đuôi chợ này, ngay cái biển gạo này là miếng đất mình bên đây nha quý anh chị ha, ngang 6 sâu hơn 14 quý anh chị ha. Đó, tổng thể diện tích là 88 m² ha. Ở đây là điện nước đầy đủ nha quý anh chị. Hiện tại là xã, ủy ban xã đang có làm cái đường nhựa nha quý anh chị, đang làm nhựa ha. Đó. Đó, đang cán nhựa nha quý anh chị. Đó, thì cái đây là anh chị thấy không, này, chợ nè cực kỳ đông đúc ha, 12 giờ trưa nhưng mà đông cửa này, vẫn còn người bán người buôn nha quý anh chị. Đó, nếu mà chợ khác thì giờ cũng không còn rồi. Đó, nên là chợ này cực kỳ đông quý anh chị ha, tại vì hải sản các thứ là lên đây là rất là gần, tại vì sát biển đem lên luôn quý anh chị ha. Nên cá ở đây cực kỳ tươi nha quý anh chị. Đó, thì anh chị đi ra Hồ Tràm, đi Bình Thuận có đi ngang qua thì ghé chợ Lộc An mua ha, mua hải sản tôm cá mực về ha. Đó, đường này là đang làm nha quý anh chị, hiện tại là đang đổ nhựa, vỉa hè cực kỳ đẹp luôn. Đó, đây là đường bên hông bên tay trái này cho quý anh chị ha. Đó, thì giá đó, lúc trước là chủ mua vào là hơn 2 tỷ quý anh chị ha, hôm nay cần tiền bán gì có là 1,5 tỷ thôi nha quý anh chị. Đó, ở đây là đất, ở đây được cái là phun hết thổ cư quý anh chị ha, giống như kiểu trong tái định cư thôi. Đó, thì anh chị nào mà thích cái miếng này thì liên hệ cho em ha. Bây giờ em quay ra cái đường gọi là đường ven biển á. Đường ven biển thì đã có dự án làm 42, mở rộng 42 mét rồi nha quý anh chị. Đó, nên là đường xá anh chị an tâm ha. Thì cái chợ Lộc An này á, thì anh chị cũng có thể là đi hoa xe hoa mai toàn tháng được ha, tại vì khu vực này là có cái xe toàn tháng nha quý anh chị, đi về Hồ Tràm ha. Đó, hoặc là anh chị có thể đi về Phước Hải, xong rồi từ Phước Hải mình đi qua đây ha. Thì đây là cái có một cái xe toàn tháng đây quý anh chị nè, thấy không? Đó, thì từ đây mình qua Phước Hải khoảng độ tầm 5 km thôi. Đó, trước mặt mình là đường ven biển nha quý anh chị, thì quẹo trái là về Hồ Tràm, La Ghi, Bình Thuận ha, Bình Châu, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Hồ Cốc nha quý anh chị. Đó, quẹo trái. Đó, còn anh chị quẹo phải là anh chị đi về thành phố Bà Rịa ha, về thị trấn Đất Đỏ, rồi quốc lộ 51 quý anh chị ha. Rồi để em quay sơ cái sổ cho quý anh chị xem ha. Đó, đây là cái sổ nha quý anh chị. Đó, tổng diện tích là 88,4 m², sử dụng riêng, đất ở tại ông thôn hết quý anh chị ha. Vậy ha. À, chấm đỏ nè. Đó, em zoom lại cho quý anh chị xem ha. Này, từ vị trí này nha quý anh chị. Đó, vậy đi ra biển nè, đi chút xíu ha. Ra biển quý anh chị ha, 78 nè, 78 tự túc nè. Đó, thấy không? Cách biển là tầm 1 km nha quý anh chị, chưa tới ha. Trung tâm y tế xã, rồi đường nhựa, bàn cờ, tất cả các thứ ở đây quý anh chị ha. Đó, rồi từ vị trí này ha. Đó, anh chị đi Hồ Tràm. Hồ Tràm đi tầm 5 km là tới Hồ Tràm ha. Đó, Hồ Tràm đây nghe quý anh chị. Đó, đi 5 km là đến ha. Còn xuống Phước Hải cũng khoảng độ tầm 5 cây quý anh chị nha. Đó, cực kỳ gần biển luôn. Rồi, sát chợ, gần biển, gần trường học, gần ủy ban. Lô này là quá rẻ nha quý anh chị. Thì anh chị nào mà thiện chí thì cứ liên hệ cho em nha. Đó, cực kỳ đẹp nha quý anh chị. À, này. Đó, nhìn thấy không? Ngay chợ luôn này. Đó, ngay chợ Lộc An nha quý anh chị, sát chợ, sát biển luôn, sát quỹ ba. Rồi, anh chị nào mà thích cái lô đất này thì liên hệ cho em nha, giá 1,5 tỷ nha quý anh chị.
À.